Ê, có trâu nó ăn nè. Mấy con trâu này là không có chắc về nhà nha các bạn. Tao thả luôn ban đêm rồi đó. Tao cột cho nó ăn ngày đêm đó. Ở Tây Bắc thì tao phải nhốt chuồng cho nó đỡ lạnh. Còn ở đây thì thả rong luôn. Cái cung đường này á là ở đây có cái chốt, cái quán ăn, cái chốt, chốt biên phòng. Cái cung đường này á là các bạn biết là đi xe máy hay xe hơi cũng vậy, mà khi mà mưa đó đường nó trơn lắm các bạn, nó không giống như cái quốc lộ ở ngoài dưới đồng bằng. Do là cái mưa mà lá cây là nó rơi nè các bạn, gặp mà bão gió nhiều á, những cành khô bụi mục rồi đó, rớt cái mặt đường thì nó xảy ra là nó dơ, nó nhớt các bạn, nó trơn lắm, nó không giống như đường đồng bằng. Do đó là đi là phải kinh nghiệm là có nhà dân ở. Rồi chạy chậm thôi. Đó, các bạn thấy củi mục rồi lá cây, thậm chí cứt bò, cứt trâu, nó làm cho cái mặt đường nó nhớt, nó trơn. Mà đường nhựa thì đỡ, đường bê tông nó còn trơn dữ nữa. À, dễ bị mất lái các bạn. Giờ sao thấy có bảng cấm giờ? Dạng nó giờ học sinh rồi đi học hay sao? Cấm gì đâu để đặt giờ là review trong mưa bão luôn. Phía sau có mấy chiếc xe máy chạy phía sau. Trời mà khô ráo á, những cái cua này có thể là mình chạy nhanh nhanh chút cũng được. Rồi mưa này thì hạn chế tốc độ luôn. Chiếc Winner X nha các bạn, dân địa phương đây chứ không phải dân phượng. Dân phượng mặc những cái trang phục và áo mưa là nó khác, chuyên nghiệp. Cung lưới này mà đi xe máy mà gặp mưa bão thế này là lạnh lẽo luôn á, tại đường nó vắng. Gặp mưa bão nữa.
đi là phê phu lê luôn á. Bịt mù hết các bạn. Cố tình để cho hai chiếc xe máy này nó qua mặt để mình quay cho nó có mẫu các bạn. Quay mà không có mẫu, nhìn đường nó vắng tanh. Có xe rồi chạy phía trước rồi không? Giờ là tới chiều luôn á, là mưa cỡ này với mưa lớn hơn thôi chứ không có tạnh. Thế thì cái đường này là mình không có qua đèo Lê Văn á, thì nó băng qua cái dãy núi dãy Trường Sơn. Đường đi vô thôn bản gì tới cầu sông Bung rồi nè. Có cái thủy điện đó các bạn, mà tại vì bây giờ mưa quá mình thủy điện sông Bung đây các bạn. Lấy cho các bạn xem tí xíu nè. Mưa quá đâu có không có mở kiến ra được. Dừng lại quay cảnh này cái bắt hai chiếc xe máy chạy phía trước rồi. Đâu có dí theo kịp. Gạt nước nó quay, mình quay cái clip nó cũng khó xem. Thành ra thôi mình tắt các bạn, khi nào bớt bớt mưa mình quay.